Chào mừng em trở lại với kênh Góc Công Nghệ của mình đây. Hôm nay là một cái clip mình đi lắp đặt camera và wifi cho một nhà mới. Ở đợt đây ở cuối năm 2023, khu mình anh em nó xây nhà mới rất là nhiều, quý khách hàng xây nhà cực kỳ nhiều luôn. Đấy nên bọn mình có nhiều nhà bọn mình nhận từ lúc đào móng rồi, đến lúc xong qua. Còn hôm nay là quay cho anh em xem là chuẩn bị, bọn mình đang chuẩn bị hàng và chuẩn bị đi. Một cái xe máy ngành duy nhất của mình thôi. Đây là ba lô vật tư, thiết bị camera và wifi. Đây là ba lô dụng cụ Miyuki. Đây là đai đeo trên cao. Đó. Ở đây là một số dự phòng, hai cái túi bên cạnh này, ví dụ dự phòng và thêm vài trạm wifi nữa này. Đấy, và bên này là một thêm một ít máy khoan. Đấy, dự phòng. Đó. Thì hôm nay là nhà khách hàng là mình khảo sát rồi. Nên mang nó mới ít đồ được như này. Thực sự là có hai con wifi, lắp hai con wifi và lắp hai con camera wifi ngoài trời thôi, chỉ lắp cửa trước cửa sau, không lắp trong nhà. Và ba trạm wifi treo đẹp thẩm mỹ là gồm một trạm wifi chính của VNPT. Mình cũng kéo mạng, mình cũng sẽ là người chuyển kéo dây quang luồn vào trong nhà, trong tường cho khách. Đấy, và treo hai trạm wifi phụ là tổng là ba trạm wifi, một trạm chính và hai trạm phụ. Đấy, thì là khảo sát rồi nên cũng không phải mang quá nhiều. Không dùng đến khoan bê tông. Coi như là gần như là sẽ sử dụng hết hệ thống đế ổ hết chứ không dùng khoan bê tông các bạn. Khoan bê tông thì vẫn có mang dự phòng một con thôi. Nhưng mà không mang đến phải khoan xuyên tường, không cần khoan nhiều. Cũng không cần hệ thống hút bụi quá cầu kỳ bởi vì lắp đặt nó không bụi rồi. Đến thi công mình sẽ quay cho anh em tham khảo cái nhà khách hàng. Hệ thống nhà ống khoảng tầm 3 tầng. Đấy, để cho những anh em nào xây nhà thì có thể tham khảo qua. Cảm ơn anh em đã vào xem video này nhá. Hẹn gặp anh em ở trong cuối và giữa video. A few moments later. Đây mình đến nhà khách hàng rồi đây. Khách hàng để chờ một cái ổ điện ở kia. Chỗ này để lắp cam wifi. Bảo điện nước để sẵn nhưng mà mình sẽ set up theo kiểu ấy luôn. Sẽ set up kiểu âm âm ổ luôn chứ sẽ không cắm fix ở đấy. Cắm fix đây nó sẽ xấu các bạn. Bây giờ mình sẽ triển khai nhé. Ở đây lại là tầng 3. Chỗ khách hàng đây là phòng thờ với cả chỗ để có thể ăn cỗ ăn dỗ ở đây luôn. Anh ấy thiết kế hết gỗ kiếc này, xịn sò phết này. Đây đây một cái wifi phụ 841 mình lắp. Ở đây thì khách hàng ít sử dụng lắm.
chỉ thỉnh thoảng có việc lên đây thì dùng thôi, nên mình chỉ lắp 841 thôi. Mới đầu trong bảng báo giá với cả tư vấn thì lắp con ruler 2 băng tần. Mình nghĩ là đây đông người thì dùng 2 băng tần cho nhiều người con cháu về bắt đấy. Nhưng mà đây nó không phải là nhà thờ tổ, nhà thờ lớn nên cũng mình cân đối lại cho khách hàng. Mình hỏi khách hàng là mình cũng giảm xuống con 841 này thôi. Mình lắp con nào thì lắp thôi. Đấy là tâm của người thợ thôi, anh ấy cũng tin tưởng thôi, nhưng mà mình thấy chỗ này anh ấy ít dùng, mình vừa hỏi anh ấy ít dùng nên mình sẽ lắp 841 thôi các bạn nhé. Đấy, ok, đã xong rồi. Chỗ đấy thì mình không có khoan bắt ở đây, mình chỉ đi dây đẹp mà mình đi dây đẹp và mình thít gọn mà thôi, để sau này ví dụ có công có việc mà còn di đi hoặc kê gì vào đây thì nhấc phát là ra, chứ bây giờ mà bắt đế khoan wifi vào đây thì sợ nó vướng ấy. Nó không phải ở trên cao được, với cửa không phải trong phòng ngủ nên chỉ để thế này thôi. Bây giờ bọn mình sẽ bọn mình sẽ đi xuống tầng và thu đồ thôi, xong rồi. Chỗ này cửa này, đây là chỗ này nó khoang để đồ thôi. Thôi đi xuống đi, tắt đi. Đây là đi xuống tầng 2. Đây. Trạm wifi tầng 2 mình lắp lúc nãy đây. Okay, bây giờ bọn mình sẽ xuống tầng 1. Tắt điện đi.